thầy nhắc lại cái hoàn thiện cái assignment giai đoạn 1, giai đoạn 2 và assignment final của chúng ta. Vì những cái phần phía trên này các bạn đọc nhé. Rồi, các cái yêu cầu trong cái bài assignment của mình thì chúng ta sẽ xây dựng website bán hàng, tức là cái quá trình làm một cái website bằng web miễn phí chúng ta đã làm rồi. Như vậy thì cái quá trình này các bạn sẽ đưa vào cái phần báo cáo của mình, là tạo một cái website miễn phí mình đã tạo nó như thế nào. Được chưa nào? Mình tạo nó như thế nào? Và để bắt đầu cho một cái bài báo cáo thì chúng ta có thêm một cái phần, một cái phần gọi là giới thiệu. Thầy ví dụ một nhóm này thầy không biết là cái nội dung bên trong nó là như thế nào, vì cái này dạy cũng khá lâu rồi. Rồi, bìa mục lục này thấy người ta làm tự động ha, mình cũng đã học và tin học rồi, cố gắng làm mục lục tự động xem. Giới thiệu là cái sản phẩm chúng ta sử dụng để mà bán là gì. Cái nhóm này làm không được ổn lắm. Nhóm 2, để thầy coi nhóm 2 coi. Ok. Rồi, trang bìa. Giáo viên hướng dẫn, nhóm, sinh viên, mã số. Ok. Nhận xét, giáo viên 1, giáo viên 2. Mục lục. Rồi, giai đoạn 1, xây dựng website bán hàng. Như vậy, cái xây dựng website bán hàng thì các bạn sẽ chỉ cái đường dẫn đến cái website của mình, chụp hình cái giao diện website, giới thiệu về cái sản phẩm mà công ty sẽ bán, tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm. Đối thủ cạnh tranh, tức là mình đang bán cái sản phẩm này trên thị trường thì có những cái công ty nào là đối thủ cạnh tranh của mình ha, những công ty nào. Như vậy thì mình dựa trên đối thủ cạnh tranh mình sẽ biết được những cái khách hàng của người ta là ai, những cái đối tác của người ta là ai, thì để mình có thể là cộng tác, mình có thể là tránh đi những cái tốt, những cái không tốt của người ta. Như vậy có cái bước là phân tích đối thủ cạnh tranh. Phân khúc thị trường là xem là cái sản phẩm của chúng ta được bán và mình chọn bán là thành phố Hồ Chí Minh, hay mình chọn bán là toàn quốc, hay mình chọn bán là toàn cầu. Rồi, mình có thể là chọn bán cho lứa tuổi nào, lứa tuổi nào, mình chọn bán cho những người có thu nhập là bao nhiêu. Đó là những cái mà về phân tích để mà đưa cái sản phẩm của mình ra. Phân tích khách hàng.
Rồi, đó là cái phần giới thiệu đầu tiên. Cái này là người ta làm qua cái phần Zalo rồi. Rồi cái phần thầy mới nói xong là phần đầu tiên nhé. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ đưa cái xây dựng website của mình, là các cái sản phẩm mà hôm trước mình làm đó, chụp mấy cái mô tả mấy cái trang web của mình mà có các sản phẩm lên, có cái trang giới thiệu, trang liên hệ, trang chính sách là trong website của mình nhé. Bắt đầu đến sale on page. Sale on page là tiến hành nghiên cứu từ khóa, là mình làm ở lớp mấy nhỉ? Lớp 2 phải không? Tiến hành phân tích từ khóa. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn ra 25 cái từ khóa mà cuối cùng của nhóm đó, các bạn đưa vào đây. Như vậy thì mình sẽ phân tích từ khóa dựa vào công cụ KEI như thế nào, với những chỉ số ra làm sao, thì các bạn sẽ đưa vào cái mục và tiến hành phân tích từ khóa. Phần sale on page là các bạn sẽ đưa các cái từ khóa của mình vào cái title, vào description, vào cái meta keyword của cái trang chủ, đồng thời đưa vào các cái sản phẩm của mình. Đồng thời đưa vào các sản phẩm của mình là sale on page. Như vậy các bạn chụp lại cái nội dung mà mình đã thực hiện trên cái website của nhóm. Sale on page là page link từ những cái website vệ tinh mình đã làm ở lab 4 và lab 5. Và nghiên cứu thêm cho thầy cái social network. Có thể bạn sẽ đặt cái page link của bạn ở những cái trang khác mà không phải do các bạn tạo. Mối quan hệ của bạn tốt thì các bạn đặt thêm page link trên những cái trang của chính phủ, trên trang của giáo dục, trên diễn đàn, trang thương mại điện tử, trên website có cái page rank cao, nếu như bạn có đủ khả năng khuyến khích phần này. Kiểm tra lại các tiêu chí SEO on page trên hệ thống. Và hiện nay cái trang này là nó đang không hoạt động. Vậy chúng ta đang sử dụng những cái trang khác mà trong bài lab 5 các bạn đang làm, là kiểm tra cái SEO on page và SEO off page của chúng ta đó. Như vậy thì đến đây là chúng ta đã kết thúc cho cái bài assignment 1 được rồi. Và lúc này các bạn đã có thể nộp được cái framework này cho bài assignment 1. Tiếp tục đến phần 2 là AdWords, là cái mà chúng ta đang nói ở trong buổi 10. Như vậy, những cái từ khóa mà các bạn tạo chiến dịch cho cái sản phẩm của các bạn, thì các bước mà các bạn tạo chiến dịch từ khóa AdWords các bạn sẽ đưa vào. Được chưa? Đó. Như vậy ở đây chiến dịch bạn sẽ đấu giá từ khóa, quảng báo website trên mạng xã hội. Thì tại vì cái bài assignment 2 của mình là đến buổi thứ 14, buổi thứ 14 là chúng ta đã đến mail marketing rồi, mail marketing, cho nên cái bài assignment 2 của mình là làm qua đến đây rồi. Mạng xã hội trong đó có Facebook thì thầy sẽ bổ sung thêm Zalo, bổ sung thêm Zalo vô đây. Và phần thứ tư là mail marketing. Như vậy sau cái buổi thứ 14 chúng ta đã xong cái phần mail marketing và các bạn hoàn thiện cái báo cáo của các bạn, nộp báo cáo ở giai đoạn 2 là ngay cái kết thúc phần mail marketing. Qua những buổi sau chúng ta có đến cái công cụ đo lường đánh giá bằng cái Google Analytics, thì chúng ta sẽ hoàn thiện tiếp cái bài báo cáo của mình và nộp vào assignment final. Được chưa nào? Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bài assignment cho cái môn học này. Trên tinh thần hiện nay là chúng ta đang online, cho nên các bạn sẽ nộp file cho thầy. Khi các bạn nộp file, nhớ nộp hai định dạng, một cái file Word và một cái file PDF. Các bạn nhớ xuất ra PDF giùm thầy.
ha. Các bạn chọn file, save. Các bạn chọn định dạng là đây, PDF. Để làm gì? Để các bạn nộp cả hai file. Nếu như cái quá trình định dạng của các bạn xong mà khi thầy mở lên thầy xem nó bị nhảy thì thầy còn thấy cái file PDF của các bạn. Được chưa? Nó nhảy chữ, nhảy hình, nhảy tùm lum hết. Có nhiều bạn định dạng không biết kiểu gì, nhưng mà khi nộp cho thầy thì nó nhảy. Thì các bạn chú ý là sẽ chuyển cho thầy cái file PDF này. Đây là những cái chiến dịch quảng cáo mà các bạn đã làm trên Zalo. Được chưa nào? Đó là cái quá trình làm việc, cái assignment của mình.